Em xin chào tất cả mọi người. Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền của em nha. Hôm nay chúng ta sẽ tham gia một cái hệ sinh thái mới, một cái kèo ha anh chị nha. Và đối với cái dự án này thì nó thuộc về cái lĩnh vực là chăm sóc sức khỏe, y tế, cộng đồng, mua bán sản phẩm, tiêu dùng đó anh chị, cũng khá là rộng. Và khi chúng ta đăng ký cái kèo này thì chúng ta sẽ nhận được là 10 triệu cái đồng CCM. Sau này cái đồng này chúng ta có thể dùng để mua các sản phẩm hoặc là tham gia các dịch vụ trong cái hệ sinh thái của họ. Rồi, và trong cái video này chúng ta sẽ làm hai cái vấn đề. Đầu tiên á là anh chị chúng ta sẽ tham gia đăng ký. Cái thứ hai nữa là chúng ta thêm cái mạng Dogecoin vào. Tại vì cái đồng này nó chạy trên cái mạng Dogecoin, anh chị thêm vào chúng ta mới rút về cái ví MetaMask được. Và cái thời gian để rút về được á là tối đa là 48 giờ anh chị nha. Rồi, bây giờ em sẽ nói như thế này. Đây là cái hệ sinh thái của dự án là Collective Case. Nó thuộc về chăm sóc sức khỏe nè, làm đẹp nè, anh chị. Rồi khi anh chị mà nhấp vào cái link đăng ký ở dưới cái phần mô tả hoặc là trong cái phần tin nhắn em đã ghim á của cái video này, thì anh chị nhấp vào cái tiếp theo, chúng ta nhấp vào cái ba chấm tròn phía trên bên phải. Anh chị nhấp vào cái chữ là mở trong chùm đeo giúp em. Anh chị nha, đây. Rồi bây giờ á là chúng ta chưa có tài khoản thì chúng ta cần phải đăng ký nha anh chị. Ở đây, đầu tiên là cái tên này thì anh chị có thể đặt tùy ý anh chị. Anh chị có thể đặt là họ và tên của anh chị luôn hoặc là đặt một cái tên cũng được. Ví dụ như em nè, em sẽ đặt như thế này nè. Em đặt như thế này nha. Rồi. Sau đó tới cái username này, đó là cái tên nickname tài khoản. Trước khi làm lấy cuốn sổ ra ghi cho em là cái dự án là Collective Case, để cái chữ web luôn. Rồi chúng ta ghi các thông tin này anh chị nha. Username thì anh chị cũng có thể là đặt tùy ích, tùy thích nha. Rồi tiếp tục cái email này thì anh chị chọn cho em một cái email mà chúng ta muốn đăng ký vào. Tiếp theo đó cái mật khẩu này. Đó, thì mật khẩu yêu cầu anh chị là ít nhất là 8 ký tự, chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt ha. Sau đó cái dòng xác nhận mật khẩu này chúng ta nhập lại một lần nữa. Sau đó anh chị cần cái chữ, cái chỗ là referral code đó, là cái mã mời á. Thì anh chị nhấp vào cái mã mời trên màn hình của em ha. Tại vì cái này là theo cái chính sách cộng đồng anh chị, nó cũng như các dự án khác đó. Và khi anh chị giới thiệu cho bạn bè, nhớ đưa cái mã mời cho họ để nhập vào, để mất công họ làm mà họ không được nhận thưởng tội nghiệp người ta. Sau đó anh chị nhấp vào cái chữ là cái ô vuông này ha, nên là nhập vào cái email nha. Rồi sau đó cái referral code này anh chị nhập phía trên giúp em trên màn hình ấy. Rồi sau đó chúng ta nhấp vào cái ô vuông tôi đồng ý với các điều khoản. Sau đó nhấp vào cái chữ là re-account nè, cái ô màu xanh này là sẽ đưa anh chị đến cái bước tiếp theo nha anh chị nha. Anh chị nhớ nhấp vào cái chữ lưu cho em nha. Đó là chúng ta đã đăng ký xong. Ở đây á là họ yêu cầu chúng ta phải đăng nhập. Thì anh chị nhấp vào cái email này, do chúng ta đã lưu rồi thì chúng ta sẽ nhập như thế này ha. Rồi tiếp tục là mình đăng nhập anh chị. Đăng nhập thành công. Rồi anh chị lưu ý ha, sau khi mình đăng ký xong mình sẽ nhận được gì ạ? 10, như em nói là chúng ta nhận được 10 triệu cái đồng CCM này. Rồi bây giờ á, cái việc tiếp theo á là chúng ta cần phải thêm cái mạng Dogecoin vào cái ví MetaMask, sau đó chúng ta rút về. Còn cái hệ sinh thái á, thì em sẽ cập nhật sau anh chị nha. Bây giờ như thế này. Anh chị á, chúng ta phải vào cái ví MetaMask của mình nha. Anh chị phải vào cái ví MetaMask. Thì đối với cái kèo này thì chúng ta có thể làm trên cái ví phụ anh chị ha, hoặc là cái ví chính cũng được. Nói chung là em thấy con trách nó cũng rõ ràng, cái mạng Dogecoin này thì cũng ok. Anh chị chờ ha, mình mở cái ví này lên. Cái ví này nó mở tương đối là nó chậm anh chị. Rồi bây giờ anh chị sẽ thấy nè, chúng ta sẽ nhấp một cái ví phía trên. Thì ở đây không có cái mạng Dogecoin đâu anh chị, không có. Rồi anh chị cần nhấp vào cái ba gạch ngang phía trên bên trái. Chúng ta nhấp vào cái chữ cài đặt phía dưới nè. Rồi sau đó ở đây chúng ta cần nhấp vào thêm cái chữ mạng nha. Cái mạng thì chúng ta nhấp vào cái chữ thêm mạng. Nếu mà anh chị nào có cái mạng Dogecoin rồi thì không cần làm nha. Chúng ta nhấp vào thêm mạng nè. Rồi ở đây chúng ta cần nhấp vào cái là Custom Network, thêm một cái mạng mới. Ở đây mình cần điền các trường thông tin vào. Đây cũng là một trong những cái kinh nghiệm em chia sẻ cho anh chị, cái cách để sau này chúng ta thêm một cái mạng lưới bất kỳ vào trong cái ví MetaMask này.
Rồi bây giờ á, em một lát em sẽ để cái tổng thể về cái concept của cái đồng CCM cũng như là cái mạng blockchain ở dưới cái phần mô tả để anh chị chúng ta sao chép chúng ta lấy nha. Rồi đầu tiên đó là chúng ta nhấp một cái dòng một nè, là sao chép cái blockchain nha. Sau đó chúng ta dán vào đây. Anh chị nhớ chúng ta dán xong là cái nhấp nháy như này nè, chúng ta không được để cách khoảng với cái chữ N, mà chúng ta nên để nó sát vào như thế này. Anh chị lưu ý nha. Tiếp tục cái dòng 2 là chúng ta nhấn giữ này, chúng ta copy, chúng ta dán vào đây ha. Cái này là UGL. Đó, anh chị thấy cái nhấp nháy của em không? Em không có khoảng cách nha. Rồi tiếp tục cái dòng 3 là cái số, cái ID chuỗi á, cái mã ID chuỗi ở đây chúng ta nhấp vào. Tiếp tục chúng ta nhấp vào cái biểu tượng, thì biểu tượng ở đây nó chính là dot. Rồi đây, tiếp tục cái quan trọng cuối cùng là cái dòng 5. Rồi anh chị sao chép, chúng ta dán vào. Rồi sau đó chúng ta nhấp một cái chữ thêm cho em, thêm đó. Anh chị chờ vài giây ha, khi có cái thông tin này là ok, chúng ta nhấp một cái chữ đã hiểu là chúng ta đã thêm được một cái mạng mới blockchain. Sau đó anh chị cần phải dán cái contract ở đây vào đây nè, đó sao chép nó. Rồi sau đó chúng ta nhấp một cái mục nhập token đó, dán vào. Sau đó cái biểu tượng token chúng ta gõ hai cái là tự động nó sẽ ra ha. Rồi chúng ta nhấp một cái chữ nhập hai lần. Đây là cái cũng một cái cách để chúng ta thêm một cái mạng mới bất kỳ vào trong cái ví MetaMask và thêm một cái token trên một cái mạng lưới vào đây. Đó cũng là một cái kiến thức mới cho anh chị mới nha. Rồi sau khi chúng ta thêm vào đây xong rồi, chúng ta sẽ quay trở lại cái web của mình. Anh chị cần phải nhấp vào cái hình hình cá nhân phía trên bên phải nè, cái biểu tượng hình người á. Sau đó chúng ta nhấp vào cái mục là thông tin cá nhân. Ở đây anh chị sẽ thấy chúng ta cần phải cài đặt các thông tin của mình ha. Chúng ta nhấp vào cái chỗ chi tiết nè, có cái chữ chỉnh sửa chúng ta nhấp vào đây. Đầu tiên là cái tên chúng ta để nguyên. Cái địa chỉ này á là cái gì? Ví dụ như chúng ta ở đâu chúng ta ghi ở đó. Ví dụ như em ở ở Cần Thơ thì em ghi Cần Thơ. Anh chị có thể ghi có dấu hoặc là không có dấu nha. Tùy anh chị. Rồi cái CCM address này nó là cái gì? Chúng ta trở về đây nè. Anh chị sẽ về đây ha, chúng ta vào đúng cái mạng là blockchain chúng ta vừa ép đó. Rồi sau đó chúng ta có thể nhấp là chúng ta nhấp một cái chữ nhận ở trên đây luôn đi. Nhận nè. Sau đó chúng ta sao chép. Sau đó chúng ta về đây, chúng ta dán vào, chúng ta phải có cái địa chỉ này mới được nha. Rồi, cái username chúng ta để nguyên, sau đó cái chỗ là country code này là chúng ta nhấp vào cái mũi tên đi xuống. Anh chị chọn đúng cho em của Việt Nam mình. Tức là chúng ta cần phải cập nhật cái này trước khi rút nha anh chị. Sau đó chúng ta ghi cái số điện thoại. Khi có cộng 84 phía trước là cái mã dùng quốc tế, là chúng ta bỏ số 0 đầu của bất kỳ cái mạng nào nghe. Ví dụ như của em cái số đúng nè, đúng không? Nhưng mà em sẽ bỏ số 0 đầu. Rồi sau đó anh chị nhấp một cái chữ cập nhật cho em nha. Là ok đó nha anh chị. Rồi sau khi chúng ta cập nhật xong thì chúng ta sẽ quay trở ra nha. Rồi bây giờ sau khi chúng ta cập nhật thông tin xong hết, anh chị quay trở ra, chúng ta nhấp vào gạch ngang này, chúng ta nhấp vào cái mục dashboard nè, chúng ta quay trở ra là nó sẽ ra cái giao diện như thế này. Ở đây nó có cái phần nạp ngay và rút tiền, chúng ta nhấp vào cái chữ rút tiền cho em. Rồi sau đó ở đây á, là chúng ta sẽ mặc định là cái địa chỉ hồi nãy chúng ta đã liên kết rồi, bây giờ chúng ta nhập vào đúng 10 triệu cho em nha. 10 số 10 thêm 6 số 0 nữa, 1 2 3 4 5 6. Rồi chúng ta nhấp vào rút tiền. Như vậy là mình đã rút thành công, thì trong thời gian tối đa là 48 giờ chúng ta sẽ được nhận nha. Thì nói về cái hệ sinh thái này á, nó là một cái hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, tiêu dùng, mua bán, trao đổi sản phẩm ha, thì khá là ngon. Thì tương lai á, là cái hệ sinh thái này á, cái hệ sinh thái này nó sẽ là mở rộng ra trên nhiều nước nữa anh chị ha. Ở đây có cái danh sách sản phẩm nè, có nghĩa là ở đây anh chị muốn bán cái sản phẩm nào thì chúng ta có thể đăng lên đây, nó là một cái trang như cái trang thương mại điện tử luôn. Cái thứ hai là danh sách đơn hàng,
Danh sách đơn hàng ở đây có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa chúng ta đặt mua những cái sản phẩm nào đó ha. Rồi, ở đây có cái nạp tiền chuyển spawn thì chúng ta không nên đụng đều vào. Ở đây có cái phần CCT nè. Đối với cái dự án này á, là nó có hai cái đồng anh chị. Cái đồng CCT này á, là cái đồng con chính, tổng cung nó 1 tỷ thôi. Và giá nó hiện tại là khoảng 2.86 đô. Còn cái đồng của mình nó là CCM này, với tổng cung nó khá là nhiều anh chị. Đó, ở đây có hai cái phần giao diện ha, chúng ta có thể chọn tiếng Việt hoặc là tiếng Anh ha, tùy anh chị. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cái hệ sinh thái của cái dự án này. Anh chị nhấp vào ở phía dưới này có cái chữ là về chúng tôi nè, chúng ta nhấp vào nó sẽ đưa mình đến cái trang web để chúng ta xem tổng quan về cái dự án. Ở đây chúng ta nhấp vào cái ba chấm tròn phía trên bên phải, chọn cái chữ dịch giúp em. Rồi sau đó chúng ta nhấp vào chữ được rồi ha. Đây em sẽ đọc và giới thiệu sơ qua về cái dự án này. Trải nghiệm tương lai chăm sóc sức khỏe, điều trị cho tiệm thuốc. Rồi, chúng ta là ai? Nhiệm vụ của chúng tôi rất đơn giản, giữ cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe có giá cả phải chăng và có thể tiếp cận nhanh chóng cho tất cả mọi người, bất kể mức thu nhập và tình trạng, thông qua sức mạnh của công nghệ blockchain và AI. Dịch vụ đặc biệt thì ở đây họ có những cái như là phẫu thuật thẩm mỹ, phổi, tim mạch, chăm sóc răng miệng, rồi thần kinh học ha. Thì ở đây thì có những cái vấn đề liên quan là anh chị có thể xem. Đây là họ đưa lên cập nhật về cái dự án của họ nha anh chị nha. Rồi đây anh chị nha. Đó, Collect Showcase. Rồi, chúng ta kéo lên ha, để xem một số cái thông tin nữa anh chị. Thì cái dự án này là nó đến từ Việt Nam anh chị nha. Cái người sale này á, là kiểu như là người ta là Việt Kiều á. Thì ở đây nó có trên hai cái hệ điều hành là trên Android và trên App Store. Anh chị không nên tải app về, chúng ta làm, chúng ta chủ yếu là nhận tốc cạnh thôi trên web cho chúng ta đỡ tốn cái dung lượng. Thì cơ bản là như vậy anh chị, cái nói chung là nó cũng còn mới lắm, nó đang trong cái giai đoạn phát triển anh chị nha. Rồi ở đây có một số cái thông tin liên quan cho cái dự án này anh chị nha. Thì đây là cái địa chỉ của Việt Nam và của bên nước ngoài, anh chị có thể là xem và có thể liên hệ là email với cái dự án này ha, thông qua cái email ở đây. Rồi bây giờ á, chúng ta nhấp vào cái hình phía dưới bên trái nha. Chúng ta trở về cái trang hồi nãy. Rồi anh chị, chúng ta cần làm gì? Anh chị muốn giới thiệu bạn bè á, thì chúng ta sao ạ? Chúng ta nhấp vào cái chữ là sao chép này để chúng ta đưa cái code cho họ nha. Đó, đó là cái code mã mời của em. Còn anh chị thì nó cũng sẽ nằm ở đây. Rồi chúng ta, cái link á, thì chúng ta lấy ở đâu ạ? Chúng ta, một lát em sẽ để cái link đăng ký phía dưới luôn. Anh chị cũng sao chép giúp em ha. Đây là cái link đăng ký nè. Đây là cái link tổng. Còn chúng ta giới thiệu thì chúng ta phải đưa cái mã mời của chúng ta cho bạn bè của mình. Anh chị nhấp vào cái ba chấm tròn phía trên bên phải, nhấp vào cái chữ là thêm màn hình chính cho em. Sau đó chúng ta có thể để cái tên này hoặc là chúng ta có thể là thay đổi tùy theo anh chị. Rồi sau đó chúng ta nhấp vào thêm thì nó sẽ xuất hiện như là một cái app nha anh chị nha. Thì bây giờ em thấy họ cho thì chúng ta cứ nhận ri, biết đâu sau này cái dự án hệ sinh thái nó phát triển mạnh, nó tiếp cận được nhiều người tiêu dùng, thì khi đó cái đồng nó sẽ có giá trị và chúng ta có thể dùng cái đồng này đến những cái cửa hàng, những cái trung tâm thương mại, có thể là chúng ta mua sản phẩm, mua thuốc, hay là chúng ta có thể làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, răng của mình, rồi nhan sắc của mình, hay là chúng ta có thể là phẫu thuật. Nói chung là cái hệ sinh thái là kiểu nó như vậy anh chị ha. Rồi em xin phép dừng cái video nha mọi người.